21:45 ngày 15 tháng 1 năm 2020 nhé. Đêm mình chỉ vẫn đấu anh em ơi. Tập trung. Đại ca ôm sống đấy. Đấy, gần 22 giờ mà để muốn hết canh nên vấn đề đấy nha. Đây đấy. Chưa cánh. Nghe em mềm mùi anh em nhé. Ở nhà nó gặp nhau nhiều quá rồi nó không bổ nhau mấy. Nhưng mà ra đồng này hàng lắm. Bên phải này đang căng. Hai em này siêu trẻ, nhà đồng gặp chim nó trẻ khiếp lắm. Đấy, lên liên tục. Hai cao thủ rồi. Nhưng đầu đàn cái giọng của nó cũng khác anh em ạ. Hai con liền nhé. Hai con có tôi cho đầu đàn bao giờ nó cũng khác. Thế là tối như ban ngày là cạnh nhau này, hai con này, ba con này tiến liên tục này. Giờ muộn rồi. Rồi, chào anh em nha.